Anh ơi, sao anh dắt em đi đâu mà em thấy nãy giờ quẹo hai ba quẹo rồi đó? Dạ nghe, trước khi đến nhà của nhân vật ngày hôm nay thì anh đố em nghe, đây là một ca sĩ nổi tiếng, tiếng với bài Trang Giấy gì đó, Trang Giấy gì à? Em nhớ lúc mới biết yêu ban đầu tình cảm hai trang giấy trắng. Em ngậm gì trong miệng, ngậm gì trong miệng vậy hả? Em nhớ anh hát vậy á. Biết ai em không? Biết tên anh luôn. Ai? Ca sĩ nhạc sĩ Phạm Trưởng. Yes. Và bây giờ Quốc Thượng và Ngọc Lan xin mời quý vị hãy cùng theo chân hai anh em chúng tôi đến với nhà nam ca nhạc sĩ Phạm Trưởng. Trưởng à, nhận ra đó. Hôm nay anh với Ngọc Lan đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, tới đây gõ cửa nhà em, có được vào nhà không? Dạ được anh. Được đúng không? Vô đi. Thôi nghe. Nói sáng người quá. Rồi. Dạ. Quốc Thuận và Ngọc Lan xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc. Thôi tôi đi đây. Anh đi đâu? Tôi đi đâu kệ tôi. Đi đâu cho tiếp theo cùng, nói nó mà tiếp chịu, lạnh lùng tiếp cam. Ca sĩ Ngọc Mai. Đi đâu cho tiếp theo cùng, nói nó tiếp chịu, lạnh lùng tiếp cam. Dạ không, em là Ngọc Lan. Ủa nói nghe nè, Ngọc Lan mà sao lại hát cái bài hit của ca sĩ Ngọc Mai? Là tại vì hôm nay á, Ngọc Lan sẽ tới thăm nhà của Ngọc Mai. À vậy hả? Hình như Ngọc Mai là vợ của Hoàng Tử Siết Quốc Nghiệp đúng không? Đúng, quý vị khán giả ơi, bây giờ thì Ngọc Lan với lại Quốc Thuận sẽ đưa quý vị khán giả đến thăm nhà của vợ chồng ca sĩ Ngọc Mai và Hoàng Tử Siết Quốc Nghiệp nha. Đi đi lẹ đi, đứng nói hoài vậy đó. Tới rồi anh ơi. Cốc. Ô, khỏe không? Chào Quốc Nghiệp. À, khỏe. Mở cửa cái tôi văng ra ngoài đường. Hello chị. Hello. Chào. Chào chị. Chào Ngọc Mai. Dạ. Đó. Chút nữa đó, ha, em sẽ nghe một bài hát hit của em sẽ được trình bày qua tiếng hát của người đẹp này. Hồi nãy hát giữa đường giữa xá luôn. Đi đâu cho tiếp theo cùng. Nói chung là hát xong là anh không muốn cho đi theo luôn. Để người này thì em mới có tiền để dạy thanh nhạc. Bỏ vô nhà nha. Rồi. Dạ. Nhỏ Ngọc Lan này nha, hẹn mình xuống đây để mà dẫn mình tới nhà nhân vật rất là đặc biệt mà sao giờ này chưa thấy đâu. Ý. Ô kìa, ai như cô Thắm, quên cô có năm ngày về. Ý, không phải cô Thắm mà là ô kìa ai như em Lan, em Lan còn. Anh hát một câu nữa em giận anh liền á. Ủa sao vậy? Em tên Lan chứ có phải em tên Láng đâu. Không phải, tại vì hát cái chữ Láng nó mới vô giận. Anh mới Láng á, anh mới Láng á. Thôi mà nó nghe nè, Láng. Quên, Lan. Em nói là ngày hôm nay em đưa anh tới nhà của một nghệ nhân gì đó rất là nổi tiếng. Đúng rồi. Mà rất là quái kiệt. Đúng rồi. Nhà này đúng không? Dạ không phải, nhà phía trên kia kìa anh à. Ủa vậy hả? Dạ. Thôi giờ mình đi đi em. Dạ. Kìa, anh ơi chào khán giả cái đã. À quên. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc. Và bây giờ Quốc Thượng cùng với Ngọc Lan sẽ cùng đưa quý vị đến gõ cửa thăm nhà một nghệ nhân rất là đặc biệt ở tại Cần Thơ này nha. Mời quý vị cùng đi theo Quốc Thượng và Ngọc Lan đi. Anh ơi, mình về miền Tây đó, mình mặc áo bà ba, mình đi từ tốn thôi anh à. Đi từ tốn gì hả? Tới rồi nè. Cái kia, cây đàn độc lạ. Đúng rồi. Chắc là đây rồi. Dạ chào cô. Con chào, dạ, chào cô chú. Hai bác thấy sao? Thấy nhận Ngọc Lan vô làm nhân viên với làm học trò được không bác? Nhưng mà bây giờ Ngọc Lan nó về phim ảnh, nhưng mà Ngọc Lan có thích ca giọng cổ thì trời, con thích lắm đó. Thích mới làm đệ tử được đúng không? Đó, bây giờ thôi, bây giờ trước khi mà chúng ta vào câu chuyện thì mời em hát một câu giọng cổ gì đó để mà coi như chào hai bác được không? Em hát từ phu tướng luôn. Rồi hát đi. Bác tiếp hộ tiếp cho con cây đờn kìm, nhưng mà đừng nguội thôi, không có cần vô máy vậy. Trời ơi, thấy chưa? Con thiết nghĩ là không đờn con vậy. Bây giờ con ca trước rồi chú đờn theo, chứ chú đờn mà là con không ca theo được.
Tư là tư phú tướng, bảo kiếm sắc phán lên đàn. Hay quá. Vào ra luôn trong tính bà cha cha. Năm cánh mơ màng. Em luôn trong tình chàng. Ôi gan vàng hoàng của xe đường đi đúng, đường đúng không? Thôi con nghĩ là bấy nhiêu thôi đủ rồi bác ạ. Chắc chắn là những ai yêu mến tiếng hát của người ca sĩ, của người nhạc sĩ tài ba này cũng đều nhận ra đây là nhà của ai rồi phải không nào? Cùng nhìn vào bên tay phải của mình. Đây, 8 điều chân tình của Ngọc Sơn. Mời quý vị hãy cùng Ngọc Lan và Quốc Thuận đến gõ cửa thăm nhà gia đình của anh Ngọc Sơn. Đi thôi. Anh ba ơi. Trời ơi. Trời ơi, anh cũng ước ao ngày nào mà được gặp em trên chương trình gõ cửa thăm nhà. Bây giờ anh ba đưa tụi em vô nhà thăm nhà nha. Rồi, đi vô quá, vui quá đi. Có phòng thua bên đây, đối diện. Qua đây, qua đây, qua đây. Phòng này là không phận sự miễn vô. Anh, em muốn anh dạy em hát bài đêm cuối luôn. Anh quá. Người ơi, có nhớ có thương một người còn mới hay hay vậy? Được không? Ổn không? Ngọc Lan chơi đi, hát một câu nào đi rồi anh theo. Ngọc Sơn mới theo tông của Ngọc Lan. Bây giờ 1, 2, 3 vô. Người ơi, có nhớ có thương một người. Trời ơi. Trời hay quá. Còn mơ những lúc đón đưa trong đời. Hay quá. Ân tình tựa như mây cao, hay chỉ là trong chim bao, còn thương tiếc chi ngày nào. Anh hát được tất cả các loại tông, nữ vô tông nào anh cũng theo theo được hết. Trời ơi. Hồi đó mới anh hát với Thanh Thảo á, với búp bê một cái bài nói là em thích tông gì em chỉ cần hát vào trong đó thôi, em thích cái gì cũng được, anh theo tất cả các loại tông được. Em không hiểu sao mỗi lần mà em nghe anh hát bài này á là em xúc động rất là nhiều. Ý vậy chị là trời ơi. Anh hát nữa cái giọng của anh nó thương lắm kìa, cảm giác như đúng nghĩa là đêm cuối luôn á, chỉ còn có một nhưng đêm mà thôi. Cảm chưa? Chưa có đêm cuối, chưa có cuối đâu. Nha. Chưa có cuối, mới đầu thôi ạ.